Salon ô tô Luxury Car Hải Dương, địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Xin kính chào quý anh chị. Và buổi sáng ngày hôm nay thì bên salon em lại vừa cập nhật thêm một mẫu xe mới về nữa, cho nên em tranh thủ quay video để giới thiệu cho quý anh chị được rõ. Và đây là chiếc Hyundai Elantra, động cơ 1.6 số sàn. Chiếc xe này là sản xuất cuối năm 2019. Hiện tại thì chiếc xe này đang có giá chào bán là 485 triệu và số km thực tế chiếc xe này đã đi được 3,5 vạn. Tình trạng xe còn rất là đẹp. Chiếc xe này có thể hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá trị xe. Quý anh chị yêu thích mẫu xe này vui lòng liên hệ cho em vào số hotline 0978 607 555 hoặc số 0941 337 888. Và như thường lệ em sẽ quay chi tiết ngoại nội thất cũng như khoang máy của chiếc xe. Trên chiếc xe này thì đã được tích hợp đèn báo rẽ ở trên gương. Lốp 195-65R15, 4 phanh ABS và 4 phanh đúc. Hệ thống đèn chiếu sáng thì có đèn bi, rồi có giải LED định vị ban ngày, rất đẹp. Mặt ca lăng khá là lớn. 2019, cuối 2019 thì là nó là form mới. Còn đầu 2019 thì nó vẫn là form cũ. Chiếc này là form mới. Và một chiếc xe số sàn đời 2019 mà mới đi được có hơn 3,000 cây thì quá là đẹp rồi. Đăng kiểm còn đến tháng 6. Cả hai phía bên lái và bên phụ đều có nút mở vật lý ở trên tay cầm mở cửa. Bước vào không gian nội thất bên trong của chiếc xe thì chiếc xe này được trang bị ghế da màu kem và được trang bị nút để nổ start top. Đây, nút để nổ start top. Với một chiếc xe chạy hơn 3 vạn thì nút đề này nó còn rất là mới. Đây, vô lăng này. Vô lăng cần số, một số nút điều chỉnh chức năng ở trên vô lăng. Từ cái logo này còn rất là sáng bóng. Đó, xe chạy 3,5 vạn. Trang bị màn hình, rồi hệ thống điều hòa là điều hòa cơ. Đây, cần số đây. Còn rất đẹp. Trên tablo này. Trần nỉ còn nguyên bản luôn theo xe. Chất lượng nội thất ghế da còn khá là đẹp. Đây, ở hàng ghế thứ hai này thì chiếc Hyundai Elantra cũng được trang bị thêm một cửa gió điều hòa phía sau, gồm hai cửa ngả sang hai bên. Hyundai Elantra là mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, cạnh tranh trực tiếp với Kia Cerato, với Mazda 3, với Honda Civic và với Toyota Altis. Mẫu xe này thì mang hơi hướng của giới trẻ nên là thiết kế rất thể thao, rất đẹp, nhiều option, gọn gàng. Ở phía sau này, chiếc xe cũng được trang bị 4 mắt cảm biến, cảnh báo va chạm sớm. Và đặc biệt nữa thì chiếc Hyundai Elantra này form mới cuối 19 này thiết kế cái mắt camera rất là gọn gàng và chắc chắn. Và đây là nút bấm để mở cốp ra. Đó, rất là gọn gàng. Mức độ tiêu hao nhiên liệu theo như công bố của nhà sản xuất là 7,02 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Lốp theo xe còn rất dày. Ở phía bên cánh lái này thì có hệ thống chỉnh gương,
gương chỉnh điện. Nút này là nút khóa mở cửa kính và nút chốt cửa. Và bây giờ em sẽ quay cái khoang động cơ của chiếc xe để cho anh chị xem. Đây, toàn bộ các cái bu lông còn nguyên, chân máy đây. Động cơ 1.6, 4 xi lanh thẳng hàng. Toàn bộ máy số, mặt máy còn nguyên hết. Rồi, em nhắc lại một lần nữa thông tin về chiếc xe này. Đây là chiếc Hyundai Elantra sản xuất cuối năm 2019. Động cơ 1.6 số sàn. Chiếc xe này mới đi được 3,5 vạn km, đẹp xuất sắc. Hiện tại đang có mức giá chào bán là 485 triệu. Quý anh chị yêu thích mẫu xe này, nhanh tay bấm số gọi cho em theo số 0978 607 555 hoặc 0941 337 888, xem xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Xin chào và hẹn lại quý vị vào những video lần sau.